Linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn nhé. Thì nay mình với các bạn cùng tháo lắp và thay cái quả pin cho con laptop Acer Aspire 3. Cụ thể thì con này nó là con Acer Aspire 3 A315. A315-57 series các bạn ạ. Con này có cái đuôi đằng sau là 524Z, sản xuất khoảng 2021 các bạn ạ. Đầu tiên thì mình cứ dùng cái tô vít 4 cạnh hoặc là cái tô vít điện nếu có nhé. Thì mình sẽ tháo toàn bộ các cái ốc ở phía đằng sau máy ra các bạn ạ. Đặc biệt quan tâm đến một số các cái con ốc ẩn ở dưới những cái con tem ấy. Đấy, thì chúng ta phải tháo ra. Cái dụng cụ để tháo con máy Acer A315-57 này cũng khá là đơn giản. Chỉ thường thường là cái tô vít 4 cạnh cộng với lại một cái nẹp nhựa mỏng. Để chúng ta cứa cái phần giáp danh giữa mặt C và mặt D là chúng ta đã tháo được cái mặt D, tức là mặt đáy của máy ra rồi các bạn ạ. Đây, có một con ốc nó ẩn ở phía dưới cái tem đấy. Chúng ta phải tháo con ốc này ra các bạn nhé. Mình dùng một cái nẹp nhựa mỏng nhé. Thì mình sẽ cứa vào cái phần giáp danh đây. Mình cứ lần lần từ các cái cạnh xung quanh máy để chúng ta cứa, để cho nó tách ra, chúng ta tháo cho dễ. Mình cứ tranh thủ làm từ từ thôi nhé, chứ không nhất thiết là phải làm nhanh. Bởi vì cái thiết kế của con máy này nó là vỏ nhựa, nên là nó có thể nó bị vỡ hoặc là xuất sắc. Bây giờ mình quan sát cái mã pin của máy các bạn nhé. Máy đang sử dụng mã là AP19B8K. Đó. Thì khi mà ta thay thì ta lấy đúng cái mã này về ta thay nhé. Rồi đây các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ tách cái phần này ra này. Tách cái phần này ra xong rồi sau đó là mình sẽ cái cáp màu xanh xanh là ở phía trên này, ta sẽ cầm hai cái đầu móng tay ta kéo xuống các bạn nhé, ta kéo xuống này, là chúng ta đã tháo được cái phần cáp này ra rồi. Đó, thì đây mình chỉ cần nhấc lên thôi, bởi vì trong này nó hiện tại mình nhìn thì không có cái con ốc nào các bạn ạ, hoàn toàn không có con ốc nào. Và đây nhá, vẫn là cái mã AP19B8K đây nhá, thì chúng ta sẽ lắp đúng cái mã này. Quả này thì mới cứng đây rồi, chúng ta sẽ thay. Mình cứ để đúng vào cái vị trí đây các bạn này, để đúng vào vị trí đây và chúng ta lắp vào nhé. Thì cái quả pin mới này nó không có cái gờ xanh, nhưng mà ta sẽ quan sát thì ta sẽ thấy có hai cái cấn ở đây này, cấn 1 và cấn 2 đây này. Thì ta sẽ biết là cái cấn này nó sẽ chui vào cái lỗ này, cái lỗ nhỏ xíu này và đây này. Đó, còn cái hàm dưới này là ở phía dưới nhá. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào này, mình nắp đều vào thì mình cho vào, chứ không mình không gồng lên thì mình ấn nhiều khi là nó sai chân, nó gãy chân ở bên trong. Đó, đó, đưa kịch vào là được, đưa kịch vào là được, và chúng ta đưa cái dây này sao cho nó hợp lý này. Đấy. Hiện tại lúc mình tháo ra thì hoàn toàn không có con ốc nào. Thì bây giờ mình cũng không có gắn ốc nhé, cứ để như vậy xong rồi mình thử cái đã. Bây giờ mình phải bật lên trước các bạn ạ, mình bật lên thử xem là nó có lên được phần trăm không. Ôi, bật cái là vào luôn này, bật cái là được luôn này, nhưng mà xem nó có lên được phần trăm không nhá. Hiện tại là 75% các bạn ạ. Thì mình chờ nhá, lên 76 rồi đấy. Tức là nó pin nó lên được phần trăm rồi đấy. Thì nhiệm vụ bây giờ mình chỉ cần lắp cái mặt D vào nữa là xong. Bây giờ rút sạc ra mà nó không bị sập ấy. Đây. Mình bật lại nhá, mình bật lại này. Tức là bây giờ mình bật mà không dùng sạc. Mình sẽ không dùng sạc.
mình sẽ không dùng sạc, nếu trong trường hợp mà máy lên thì là nó xả được rồi, vừa rồi sạc thì lên phần trăm rồi nhá. Thế là như vậy là mình có thể yên tâm lắp mặt đê vào rồi đấy. Đó. Rồi, ok, lắp máy vào thôi các bạn ạ. Rồi. Đây. Đây. Đây nhá, đây là mình. Rồi ok, các bạn hãy vặn con ốc vào là được này. Các cái thông tin chi tiết về quả pin của con Acer A315-57 series này, mã là AP19B8K các bạn nhé. Thì shop sẽ đính ở phía dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ click vào để tham khảo nhé. Đấy, vặn các cái con ốc vào nữa là xong thôi các bạn ạ. Còn rồi thì các bạn ơi, bây giờ chỉ cần bật máy lên nữa là xong thôi. Rồi ok rồi các bạn ơi.